Rồi em mến chào anh em ha. Hôm nay cửa hàng của em về một con máy, phải nói là siêu phẩm anh em, tuyệt phẩm luôn. Một con Sinewa máy lớn nha, hàng 488 nha anh em. Dòng này thì anh em miền Tây thì khỏi phải bàn ha. Miền Tây thì khỏi phải bàn về dòng 488 này rồi. Chạy siêu bền nha anh em, tiết kiệm xăng rất là tiết kiệm luôn. Khai thác là khỏi phải chơi nha. Đặc biệt cái con này đẹp, 9 nút rưỡi luôn anh em, gần 10 nút luôn nha. Quá đẹp. Một Sinewa 488 ha, hơi chá nha nè. Dòng này hiếm khi đẹp được như thế này lắm nha anh em. Lam sơn zin theo máy, cái đầu Latin nè anh em. Rồi, quá siêu phẩm. Cây lam này 6 tấc nha anh em, lam riêng theo máy, lam Latin nha. Rồi em xem đây, bên này tuyệt phẩm không anh em. Mở bên sân con cho anh em coi ha. Được gió riêng theo máy nha. Đây cái chế van bô của nó là nè, van bro chế gin theo máy, chà bán nền luôn anh em. Rồi em sẽ vô cái tiếng nổ của em nói luôn, chưa để em lắp lại cái nè, em quay điện thoại nên nó hơi giật giật không chuyên nghiệp cho lắm nè. Con này em bán là 4,6 triệu rồi nè. Anh em nào không lấy lam sơn ra em trừ 800 ngàn ra ha. 800 ngàn nè, nếu không lấy lam sơn ha. Còn lấy nguyên như vậy ha, em để cho anh em là 4,6 triệu ngàn. Anh em cần thì liên hệ em. Rồi để em test tiếng nổ lên, anh em nghe tiếng nổ nữa ha. Gạch tay siêu chuẩn anh em. Rồi anh em nào cần thì liên hệ em ha. Một con siêu phẩm 488 nha anh em.